要的。có một điều đó quan trọng nữa. 喜欢给钱谁？mình thích mình cho tiền ai? 你连给钱谁不是要求人？tức là mình cho tiền mà mình không yêu cầu người ta。尤其从妇女，如果跟老公拿钱给妈妈，很难的。có rất là nhiều người phụ nữ nếu mà mình lấy tiền á, mà mình lấy tiền nhà mà mình đi cho mẹ mình chắc chắn là chồng mình sẽ có ý kiến đúng không ạ? 如果自己可以做决定就好。nhưng mà nếu như ngày hôm nay mình có quyền mình tự quyết định cũng phải tốt không ạ? 所以除了有钱之外。ngoài tiền ra。最重要是身心自由。đó là cái thâm tâm mình cảm thấy rất là tự do đúng không ạ? 因为你不受任何压力。bởi vì mình không chịu áp lực bởi bất cứ ai。所以你肯定得到了。chắc chắn hôm nay mình sẽ làm。还有。thứ hai。就像家庭。có phải gia đình không ạ?家庭，那你有这个收入够，安利公司最低限制在每年交税的海外旅游两次。có phải khi anh chị lên đây mình thấy ít nhất một năm công ty sẽ chiêu đãi mình hai chuyến du lịch đúng không ạ? các chị có một video chứ mà. vừa đây có phải là xem đoạn clip của thầy đúng không ạ? nhiều nhiều hơn. 我那些照片都不是我做的。những cái tấm hình đó không phải tôi làm.安利公司做的。là do công ty anh tôi làm. 因为我太多照片都放哪里了。bởi vì tôi rất là nhiều hình mà tôi không biết để đâu hết.每一张，我每一张都觉得很好。因为某某怎么来讲，觉得很好。我每一张放都放，明天放吧。那你们每拿都过，你们每拿都过吗？所以，你上段时候每一天、每一天两次跟你孩子、跟你的另外一半去旅行，你感情好不好？还有，那你们每年度旅行两次，跟我和我的父母感情感不多吗？还加上有些时间带你父母亲、双方父母亲去旅行。好了，你们。thời gian khác có thể dẫn ba mẹ hay là bố mẹ của mình đi chơi có phải tốt không? Hay một cái phi thường quan trọng nữa. Có một điều quan trọng nữa. Để tự đi du lịch. Cho bản thân mình đi du lịch đúng không? Đó là không giống địa phương. Thế đó điều đó không đúng ạ. Thứ sáu. Tiếp theo. Hy vọng. Hy vọng. Mình mỗi ngày rất nhiều số vấn đề, rất nhiều người 3 tháng 2 cũng không ngủ. Chúng ta nói rằng, có mộng tưởng người đó, ngủ. Nếu có mộng tưởng thì ngủ không được.梦想呢，睡不着。thầy nói là những cái người á mà không có ước mơ ngủ rất là ngon, và những người mà có ước mơ ngủ cũng là ngon đấy. đúng không ạ? 所以你发现为什么这些年轻人很兴奋吗？但你会发现的，những người trẻ ngồi đây họ rất là vui đúng không ạ? ai cũng rất là vui đúng không ạ? 因为他们充满了希望。bởi vì họ trong người họ tràn đầy cái sự hy vọng. 因为他们知道他今年努力多一点。bởi vì họ nghĩ họ tin rằng nếu mà họ năm nay họ nỗ lực một chút.明年可能买车买房子。có thể sang năm họ mua nhà mua xe đúng không ạ? 所以他不会送耶稣。nên là họ không tham. 就像我这种年纪的。và đối với cái độ tuổi như tôi. 每天醒来。mỗi ngày thức dậy. 都充满了希望。ngày nào cũng tràn đầy hy vọng. 我今年是53岁了。và năm nay tôi 53 tuổi rồi. 很多50多岁讲要死了。có rất là nhiều người 50 tuổi mà đã nghĩ tới chuyện qua đời đấy. 但是我们醒来还很兴奋。nhưng mà khi mà tôi thức dậy tôi rất là vui rất là hứng phấn. vì tôi vẫn mục tiêu. bởi vì tôi vẫn còn mục tiêu. tôi vẫn muốn làm đại sứ. tôi vẫn muốn lên làm ambassador. tôi vẫn muốn đến Việt Nam gặp và tôi vẫn muốn tới Việt Nam để gặp các anh chị. tôi mỗi ngày đều có hy vọng. thế là ngày nào tôi cũng vui. chúng ta không chỉ có hy vọng, không chỉ có hy vọng, cũng có thể cho người khác hy vọng. không chỉ chúng ta có hy vọng mà chúng ta còn cho những người khác có hy vọng. 所以这个这是成功的多好。但你感觉自己经常还很多不动吗？好，所以的一切就让你开始。OK， next， 那开始安利，所以你相不相信这个是我们上上线 Dr. Jerry？ 我跟你说，今天两个绝密见不见不多的。他是个三钻石。对了，去过来。都是你们所有的上上线。把两个新建的那个。你们上线的人来，点来。开始的时候，安利在马来西亚开业的时候，没有人相信安利公司，没有人相信安利产品，没有人相信安利可以成功。và khi Amway mới về Malaysia, không một ai tin vào sản phẩm, không một ai tin công ty này có thể thành công. 就是他。là cô ấy. 相信安利公司。cô ấy đã tin tưởng công ty Amway. 他跟很多人分享。và chia sẻ với rất là nhiều người.就他跟傅先生分享，và chia sẻ với thầy Phu。他跟陈老板分享，chia sẻ với thầy Trần。他跟邱先生分享，chia sẻ với thầy Phu。所以这些人，就在市场在马来西亚里，让这些人明白，
对安利公司有信心，对安利产品有信心，对对让人家对安利公司可以成功信心，所以才做起来了。những cái người này họ làm cho công ty Amway cảm thấy là thị trường này có thể phát triển, họ tin tưởng sản phẩm Amway và tức là làm cho những người khác tin tưởng về cái sự nghiệp kinh doanh này có thể phát triển. Vì, họ 推荐他三钻石推荐傅先生黄总是个国家航空大使，这个是他的推荐啊，陈老板他是航空大使，陈老板推荐傅那个啊邱先生也是航空大使，邱先生推荐到我。Đây thì thấy là một người chuyên cố đây mà giới thiệu đến một người Grand Ambassador của 4 quốc gia và tiếp xuống dưới đều là Grand Ambassador và tới thầy EDC đúng không? Và khoảng cách của chúng tôi rất là gần. Và cái thời đại chúng tôi rất là đơn giản. Vì chiến bệnh mà không sáng sinh tôi sáng sinh rồi. Những cái người tiền mối họ không tin, họ làm cho mình tin rồi. Chúng ta của chúng tôi đến đây là gì? Và tới thời đại của tôi thì sao? Chỉ cần sáng sinh, tôi có thể thành công, tôi có thể được. Chỉ cần tin tưởng mình có thể làm được là bao gồm tất cả các vị, bao gồm tất cả các chị ngồi đây, chỉ cần mình tin tưởng mình có thể thành công là được. Chỉ cần các chị tin mình có thể thành công là được. Vì làm an ninh không phải là người làm, không phải là mình làm an ninh là làm cho người khác. Tôi làm an ninh không phải là người làm, tôi có một hàng tự động đào tạo để phát triển an ninh. Không phải là chúng ta làm an ninh là một mình mà chúng ta làm với tất cả những đội nhóm. Các bạn ở đây là tự động đào tạo, chúng ta ở đây. Có phải là những đội nhóm chúng ta ở đây đúng không? Số kỳ, số lượng giảng viên kỳ, hậu viện cho trên cái số lượng phần lớn là giảng viên. Và các anh chị dành một tràng pháo tay thật lớn cho các bạn các chị ạ. Anh đi là tự mình tự kinh doanh. Amway là sự nghiệp kinh doanh của bản thân các anh chị. Anh đi là một đại sự nghiệp. Amway là một sự nghiệp kinh doanh lớn. Anh đi là một bảo đảm sự nghiệp. Và Amway là một sự nghiệp kinh doanh đảm bảo. Chỉ cần bạn tin tưởng. Chỉ cần các anh chị tin tưởng. Bạn cùng với lãnh đạo cùng làm. Các anh chị kết hợp cùng với lãnh đạo của mình. Bạn khen chúng tôi. Các anh chị nhìn thấy chúng tôi. Tôi cùng bạn giống nhau. Tôi cũng như các anh chị. Tôi chỉ có tin tưởng thôi. Tôi chỉ có tin tưởng thôi. Tôi chỉ không ngừng học. Tôi luôn không ngừng đi học. Không ngừng học. Không ngừng đi học. Chứng làm tôi không giống. Tôi cho là tôi không giống. Tôi sẽ chúc tất cả. Và tôi đây chúc mừng tất cả các anh chị. Thành công nhé. Xin chào tất cả các anh chị. Và buổi chia sẻ của Thầy đến đây cũng là